Xin chào và cảm ơn quý vị, các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Phúc Ba. Hiện tại thì Phúc đang ở cao tốc Lũng Cáng. Đấy, ở đây thì Phúc đang thấy chú Phủ à? Đúng không? Đang đi lấy cỏ về. Nặng quá à chú? Nặng quá. Trời nặng quá. Ôi, cố lên. Chú cứ đi qua đi. Vâng, cháu lên trong mà, trong chú. Ôi trời, cỏ tốt thật. Ai là đấy, đường to rồi đi dễ. Đi làm gì vậy em? À, lên lán à? À, cho gà ăn à? À. Chồng đi đâu mà đi bộ thế này? Chồng đi rừng à? À, chồng đi rừng, để mình em đi xe. À, đi bộ. Vâng. À, ở đoạn này à? Lán em ở đoạn này à? Vâng ạ. Gần nhà anh ấy không? Gần nhà anh gì nhỉ? Pua kia không? Trên kia mà. À, ở trên này à? Không phải vâng. Chỗ kia đâu cái gì? Ở chỗ kia ấy, đi thẳng ở trên kia. Nhà, trên nhà anh Dư à? Vâng. À, là cứ mỗi ngày là lên cho gà ăn. Vâng. Như kiểu là sáng đi, chắc tối đi. À, ừ. tối lại đi, xong lại về. Ừ. Không cho gà ăn ngắn nhịp thì chắc không được. Không được đâu đúng không? Nó đói đấy. Ờ, nhưng mà ở trên núi kia không sợ có ấy à, có chuột mấy cả cái gì à, con chim ưng à? Có nhưng mà không biết làm sao. Ừ, nhưng mà nó không bắt đâu gì? Ừ, không bắt được nó đâu. Không, nhưng mà nó có bắt gà mình không? Bắt đấy. Bắt à? Ừ. Ai dạ, thế bây giờ làm? Thì còn mất gà, không thấy gà đâu ấy. À. Ờ. Thế là nó bắt, chứng tỏ là nó có nhiều ấy, bởi vì anh nhìn thấy nó trên lúc, thỉnh thoảng nó vẫn bay trên đấy mà. Chỗ của anh Lành kia kìa, trước kia anh Lành đi, đi như kiểu là đi đến này, xong rồi thấy, xong rồi bảo là nó đang trèo cây, xong rồi đi xuống rồi không thấy rồi. Ờ, con cáo à? Như kiểu con cáo hay sao ấy. Ờ, cáo thì nó thích gà rồi. Xong là chạy xuống rồi không thấy rồi, đi đâu mất rồi. Ờ, thế là nó nhanh ấy nhỉ? Ừ. Bố bảo là cứ ăn gà thế kia, mang cái mấy chuột đi được bấy thì có được không? Có bấy được không? Chẳng bấy được. Nó thích ăn gà hơn là nó bấy đấy nhỉ, ăn bấy đấy. Ừ. À, thế trên kia là có nhiều ruộng không? Trên kia? Ừ. Không biết nữa, mới về nên chẳng biết. À, em mới về à? Em là dâu nhà nào? Là dâu nhà ông Chính. Nhà ông Chính á? À, chú Chính vừa đi qua này á? À, thế là kìa. Gọi là nhà chồng em tên là gì quên mất rồi. Thề. À, thề. À, hôm nay đi du lịch à? Đi tour à? Không đâu, không đi đâu. À, dạo này không đi tour đâu gì? Bố mới đi thôi nhưng mà bây giờ bố bảo là chơi rảnh nó đi cùng họ mổ lợn ấy, bố không phải đi. À, thế là em ở đâu về làm dâu? Em ở Minh Tiến ạ. Minh Tiến là ở chỗ nào nhỉ? Xá Thuận Hòa chứ về. À, chỗ Minh Tiến, chỗ ấy á, chỗ... Lũng Khỏe B, Lũng Khỏe A, trên tít trên kia. À, thế à? Ờ, thế sao mà biết thể mà về đây? Không biết nữa nhưng mà quen trên mạng thôi. Quen trên mạng à? Vâng. À, thế là... Thế nhà em có bao nhiêu anh em? Có... Ba đứa. Ba đứa à? Em là cả. Vâng. Có một đứa em út nữa. Em út nữa à? Thế em cả ba chị gái à? Không. Một đứa anh trai. À, một anh trai bao nhiêu chị là bây giờ đi làm đâu rồi? Nó không biết nữa, nhưng mà nhắn tin đi nó bảo là còn đang học chưa được nghỉ. À, đang học à? Ừ. Học ở tận đâu? Lúc trước thì đi học ở dưới Bắc Quang, bây giờ nó chuyển về học ở dưới Hà Giang rồi. À, chuyển học ở trường nội trú tỉnh à? Không biết nữa. À, là đấy là anh. Vâng. Còn em thì học lớp mấy? Em của em ấy. Em gái học lớp 6. À, lớp 6 học trong Thuận Hòa. Vâng. À, thế em học đến lớp mấy thì em nghỉ? Em học hết lớp 9. Ồ, tiếc thế, sao không đi học hết? Bố
bảo là không có tiền à. Đi nữa. À khổ đấy, thế là lấy chồng. Bố một mình thôi, bố không nuôi được ba đứa, xong là bố bảo là thôi học hết lớp 9 thì không đi học nữa. Ồ thế á? Thế mẹ đâu? Mẹ đi Trung Quốc rồi. À thế à? Mẹ là bị người ta lừa đi Trung Quốc rồi. À đâu, thế? Như kiểu là người ta lừa xong người ta bảo đi làm xong rồi người ta bán đi ấy. Bán á? Ừ. Thế từ từ lúc đi Trung Quốc có về nhà lần nào chưa? Không. Cũng không biết á? Ừ. Ui thế á? Chắc lúc đấy cháu cũng có. Lúc cháu có. Đi lâu chưa? Đi lâu chưa? Đi lâu rồi. Lúc đấy em còn thế này thôi mà. Ờ à. Thế là lúc đấy đang học. Lúc mẹ đi đấy đang học lớp hết lớp 2 thôi. Học hết lớp 2 thôi á? Vâng. Học lớp 2 em có 7 tuổi. Vâng. Em vẫn còn nhớ mẹ đi nhưng mà em không biết là mẹ đi đâu. Ồ thế là không phải là bỏ nhà đi đâu đúng không? Bị lừa đi đúng không? Không biết nữa, nhưng mà lúc đấy là như kiểu sáng xong là đi ba đứa và hai anh em đi chăn trâu mà mẹ về nhà, cháu về nhà xong còn anh đâu mà còn đi xem như kiểu họ đi xem cái hãng kia. Họ chưa về xong là mẹ bảo trời mưa quá về nhà, xong là về nhà xong một tí trưa xong mẹ ăn cơm rồi bố bảo bố đi hái rau lên. Bố lên trên đấy hái rau lận rồi, xong là mẹ mới ăn cơm, xong mẹ đi. Rồi mấy đứa em còn chưa đứng dậy ấy, còn bò thôi. Ừ, còn bò đúng không? Bởi vì lúc em 7 tuổi thì em của em chắc là được mấy tháng thôi đúng không? Vâng, có một đứa em trai kia nó mất rồi. À, thế là có 4 chị em à? Vâng. 4 anh em, anh chị em. Vâng. Em là đứa thứ hai. Vâng ạ. Còn một anh. Còn một đứa em trai. Một đứa em trai nữa. Xong là nó mất rồi, xong rồi mẹ đi. À thế là lúc đi thì bây giờ có nhớ được mặt mẹ không? Không nhớ được. Ừ. Mẹ đi nhưng em đã học lớp 7 hay là lớp 8 rồi em mới nghe được tin tức của mẹ. À thế bây giờ bà đang ở chỗ nào? Nghe người họ ta bảo là đang ở trong Trung Quốc, như kiểu đang ở ngoài Trung Quốc ấy. Nhưng mà không về được đúng không? Không về được, không biết đường về. Nhưng mà không biết là bây giờ chắc là bị bán như thế có khi là người ta lấy làm còn có con rồi ấy. Đi ngoài đấy họ bảo là đã để được 4 đứa rồi. Để được 1 đứa nữa rồi á? Vâng. Đấy. Xong bỏ đứa đấy xong là lại đi lấy chồng khác rồi. Ôi ơi, thế à? Năm nay như kiểu năm nay mới lấy ấy, hay sao ấy? À thế à? Nhớ mẹ nhưng mà không biết mẹ nhỉ. Bây giờ không nhớ được, có ảnh không? Ảnh em có ảnh của mẹ không này? Ảnh cũ thì vẫn còn ở nhưng mà ảnh lúc trước thôi nhưng mà bây giờ không có đâu. Thế là bố em ở gọi là Minh Tiến à? Vâng. Tên bố là gì? Vàng Khái Dìn ạ. Vàng Khái Dìn à? Vâng. Ông có hay ra chợ không? Bố em ấy không ra mới nữa. Có uống lúc ở với em thì có hay uống rượu chứ không? Uống rượu thì nó uống say nhưng mà nó không uống say mấy, nhưng mà nó lúc nó say nó về nó cũng không chửi đâu. Không phải chửi các em đâu gì. Nó uống rượu nó về nó ngủ thôi, nó không làm chửi đâu. Thế là không phải là uống rượu vào là hay chửi bới đâu đúng không? Vâng. Ừ. Về thì nó uống rượu thì lúc ăn thuốc thì nó đi xong nó lại về. Thế là Vàng Khái gì nhỉ? Vàng Khái gì đi lên trên đấy ai cũng đi vào làng đấy luôn, xong là thấy nhà bên này nhà bên kia có một cái nhà mà cũ ở đấy là của ông bà nội ấy. Ông ấy à, thế ông khác bây giờ ông khác ở với một đứa em của em nữa, bây giờ được nghỉ hè rồi nhỉ? Thế lâu lâu rồi em không về nhà? Em mới về được mấy ngày này. À hôm vừa rồi vừa về à? Vâng. À thỉnh thoảng vẫn về thăm bố thế đúng không? Vâng. Có lúc thì cả tháng cô không đi. Có biết đi xe máy không? Không biết đâu. Ô thế à? Thế thì chồng phải đưa đi thì mới đi được à? Vâng.
Không, bố mẹ bảo là chồng đi mới được đi, chứ chồng không đi thì có được đi đâu. Không biết đi xe máy. Sao mà bố mẹ bảo là dù mình có biết đi mình cũng để chồng mình đi nữa mình mới được đi ấy. Như kiểu là chồng mình đi thì mình mới được quyền được đi ấy. Như kiểu mình sang đấy thì bố mẹ chồng mình không đi thì bố mẹ chửi lắm. Chắc là ông bà lo cho ấy, đi một mình sợ ốm đau ấy nhỉ. Nhưng mà đi thì vẫn về thôi đúng không? Vâng. Về làm đi thì lúc nào đi thì bố mẹ bảo là nghỉ đấy luôn, nhưng mà nó không nghỉ. Nó cứ đẩy sợ hay là uống rượu thua ông ngoại. Không, có lúc thì nó có lúc ông ngoại còn thua nó. À thế à? Thế nhưng mà chú đi vào trong đấy ông ngoại có nhiều. À, có nhiều rượu á? Ông ngoại có đầy mà. Đi đâu cũng ông ngoại thôi mà, nhưng mà nó đi nó lại không uống. Uống không được với ông ngoại. Có một ông ngoại kia nó còn trẻ, nó đã không... ông ngoại nào nữa? Anh em ruột đấy của bố. Tức là ông bác gì? Vâng. Bác ngoại gì? Vâng. Nó còn chưa say rượu mà thể đã say rồi thì uống rượu với là uống bia vào nữa không được. Được. Xong là mới bảo về nhà, xong rồi bảo cháu ở đấy đi, ngày mai ngày kia nó sang đón này mà. Về đi không cho ở. Thì phải hai người ở. Xong tôi lấy về thôi. Thế là vẫn nhớ mẹ, nhưng mà thế thì chắc em của em chắc mỗi anh chắc anh nhớ được mặt mẹ nhỉ, anh của em ấy. Từ lúc mà mẹ đi đấy anh đã học lớp 5 rồi. Lớp 5 thì 11 tuổi, 10 tuổi nhỉ. 9 tuổi thôi chứ, 9 tuổi. Anh lúc đấy anh trai cũng biết đi chăn trâu. Thế là để anh theo anh trai đi chăn trâu. Thế bây giờ anh trai đang học lớp 12 đấy nhỉ? Học lớp 12. Năm nay thi đây. Vâng. Thế tiếc quá, sao em không cố học nốt được nhỉ lúc đấy? Đi lấy chồng sớm quá. Bố lúc mà đang học ở Thuận Hòa kia học lớp 8, xong sắp học lớp 9 rồi bố mới bảo không cho đi học nữa. Thầy cô mới bảo là xuống học đi, học hết lớp 9 đã. Về nhà xong là quen thầy xong là về lấy ông ấy. Thế là sao lúc đấy? Không biết thầy, xong là thầy lên xong tôi không biết, xong là thầy về lâu lâu mẹ bố mới bảo là gọi thì thầy là chú rồi. Lúc đầu gọi thầy là chú à? Lúc đầu thì như kiểu đi về nhà bố mẹ xong là bố mẹ bảo là gọi nó là chú rồi. Sau về là chú gọi là anh. Thế là không biết, lúc đấy còn không biết, xong bố bảo là nói đi nói lại thì thầy là chú rồi. Chú gì, chú thề thì ít tuổi nhưng mà sao là chú được, anh em thôi. Như kiểu là theo dân tộc của em thì gọi là chú. Như kiểu là bố mẹ thề là cháu gọi là ông bà. Thì là đúng rồi. Thế cuối cùng là lại yêu nhau. Thề họ là mua, nhưng mà mẹ em cũng là họ mua nữa. Thế là anh em bên mẹ đấy nhỉ? Thế là lúc đấy em đang học trong Thuận Hòa. Vâng. Tiếc quá, nếu mà có điều kiện thì bây giờ có phải đang đi học không? Vâng. Hôm năm nay có điều kiện mấy, nhưng mà bố bảo là không có tiền để đi học nữa, để về nhà đi. Chưa kêu bố không cho đi học, còn chưa lấy mẹ kế về nữa, bố bảo không cho đi học, bố bảo ở nhà. Bây giờ bố có mẹ có gì thêm à? Vâng ạ. Thế có đẻ thêm không? Không đẻ đâu ạ. Thế bây giờ đẻ chắc bây giờ bụng đã to rồi. Không đẻ đâu gì? Vâng. Thế nhưng mà thế mẹ kia là nhà cũng ở đấy à? Không ạ. Mẹ đây nó ở Bắc, như kiểu Bắc Mê về. Ở Bắc Mê về à? Vâng. Thế là bố bây giờ cũng đã có mẹ có gì rồi đúng không? Vâng. Thế thì
À, thế thì em nuôi cũng ấy nhè, vất vả nha. Nhưng mẹ đấy cũng chăm chỉ, nhưng mà mẹ đấy bảo là, nghe họ nói là mẹ đấy bảo là mẹ đấy cũng bỏ được hai đứa chồng rồi. À, hai cũng cũng hai hai lần rồi. Ừ, hai mình chồng rồi rồi. Ờ, nhưng mà Một đứa là họ bảo mẹ bảo là đi đi như kiểu là làm cái kia ấy. Như kiểu là làm pháp luật ấy. Thế là mẹ bảo là mẹ không lấy nữa, mẹ sợ quá mẹ không lấy nó, xong rồi mẹ mới về lấy chồng lấy, xong rồi chồng lấy nó bị đau tim xong rồi nó chết rồi ấy. à mất thôi chứ đúng Vâng. không? Xong là mới về với ông bà, xong là với ông bà ngoại, xong là bố mẹ đón về Rồi rồi rồi, thế thì đi, xong đi xong bác còn không cho, bác bảo là đi thì không không đưa đi xem nhà gì hết, muốn đưa nó đi thì phải lấy, xong là mới về lấy luôn. Như kiểu là họ sợ ấy, họ sợ bảo là mình đưa về xong mình không có nhà ấy, xong là người ta mới bảo đưa về thì phải lấy. Xong là mấy đi gọi mấy ông ngoại bên kia về hỏi, không mấy ông về nói, xong nói hết xong mới về nhà bạn ông ngoại trên của ông ngoại của chú ấy đi nói, xong bảo là hai người chấp nhận ở xong rồi nuôi mấy đứa con mẹ ở. Lúc đấy còn Tết nữa, còn đi chơi. Trời ơi, thế là thế bây giờ là hai ông bà là ở với nhau, thế là không 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 không, không đẻ không có con đâu đúng không? Không có đâu, có một đứa em gái là của mẹ. Thế mẹ cũng mang theo một đứa em gái nữa à? Không, mẹ bảo là mẹ đưa về, nhưng mà bà như kiểu bà Mẹ của mẹ mẹ chồng ấy, mẹ chồng không cho về. không cho mang về. Ừ. À, Mẹ chồng cũng già lắm rồi, mẹ nhưng mà chồng mẹ là ở trong băng mê như kiểu ở đâu ở con? đâu cũng cho ấy. Bố bảo là ở xa lắm, À, xong bố bảo là đi thì còn phải đi một đoạn đi bộ nữa mới à. đến, đi toàn là đi dốc, như kiểu đi dốc thôi. Rồi bố bảo lười đi quá không muốn đi rồi, Thế là tít. xong bố bảo là đi như kiểu là đi một cái núi này, Ờ, đi lên trên tít trên kia xuống dưới kia mới thấy nhà họ. thế là ở tận đâu nhỉ, không biết nhỉ, có phải Bắc Mê không hay là ở đâu, hay là ở chợ vẫn ở Thuận Hòa này thôi? Mẹ đấy á, Ừ, mẹ đấy như kiểu như bố bảo là ở xa, ở thôn Minh Sơn đấy, Minh thôn Sơn à? Minh Sơn Bắc Mê. Bắc Mê mà. Thế là em cũng chưa về nhà nhà bà à, nhà mẹ mẹ kế bao giờ đâu đúng không? Vâng. Nhưng mà mẹ mẹ thì có bao giờ mắng em với lại em của em không? Không mắng đâu. À, thế là tốt thôi nhỉ. Chăm chỉ đi nó không chửi đâu mà. chăm chỉ. Mẹ đấy bảo là chăm thì mẹ đấy không chửi đâu, mẹ mẹ cũng có hai đứa con, một đứa mất rồi. Mới về chưa được 1 tháng nhưng đứa con trai mất. Thế à? Xong có đứa con gái thôi, mấy đứa bảo anh em ở đấy không bảo là người ta bảo đưa đi thì đi, ở với bà thì bà cũng không chăm sóc được, bà già nó rồi. Bà chắc là nhiều tuổi rồi đúng Nhiều tuổi rồi mà bà đấy còn béo nữa, không? xong là bà đưa về nhưng mà bà với là bác đấy không cho ấy. Rồi bà là không cho về đâu, xong là xong bà ấy bảo là thế thì đứa con trai đã mất rồi, đưa con trai đưa đứa con gái về nữa thì chắc đứa bà đấy cũng về nữa. Xong là bố bảo là chắc về mày không ở được 3 ngày không mày đã chạy rồi, như kiểu bố và cháu hay nói tiếng to ấy. Là bố bảo là chắc bà đấy nói đùa thôi mà, không đẹp bà đây về chắc bà đây cũng không đến được nhà đâu. Thế à? Bà sáng lắm chồng bố bà thế rồi. Ấy là lên nương về à chị? À, thế cũng lên trang trại về. À, nói chuyện một lúc đã. Bà già bà không biết nữa Bà nào. nói à?
Thế thì em là lấy phụ lấy ấy là năm ngoái à? À thề là năm ngoái nhỉ? Năm kia rồi chứ nhỉ? Năm kia thôi. Năm kia chứ, anh nhớ là năm kia. Đây là cái tết cua năm ngoái rồi. Năm ngoái nhỉ? Năm ngoái đúng rồi. Năm ngoái. Năm ngoái lúc anh lên có thấy bảo đang đập cưới mà. Khổ thân. Nếu mà có điều kiện một chút đi học thì có phải tốt không? Đấy, em tên là gì nhỉ? Anh còn chưa biết tên. À Thu. À em Thu. Đấy, Thu là con dâu của nhà anh Chính. Đấy, nhà anh Chính thì con trai là thề thề là đẹp trai như thế cơ mà đúng không? Gọi chú sao được. Thề là đẹp trai nhất Lung Cáng đấy. Đẹp trai khỏe khỏe mạnh như trai Hàn Quốc. Nhưng mà hôm nay là không không đi ấy đâu đúng không? Không đi tour nữa. Đi tour thì cũng cũng được nhưng mà sợ đi tour sợ chồng đi cùng theo tây không hay đèo tây ấy. Đèo có sao đâu, Đèo bây sao? giờ nó có đi nữa đâu, À đi bây thì giờ lấy vợ về rồi nó cứ ở nhà. ở chăm vợ chứ nhỉ. Thế là được em bé thì được mấy tháng rồi? Chắc cũng được 5 tháng, 4 tháng rồi. À không đi khám à, em phải đi khám chứ. Đi khám về ạ. À con trai con gái? Con trai. À thế là chúc mừng em nhá, chúc mừng gia đình. Thì cố gắng thôi, cố gắng ở nhà anh Chính thì cũng nhà cũng có điều kiện rồi, cố gắng thôi. Về làm dâu mới trẻ như này có vất không, có quen đã quen chưa? Còn chưa quen mấy. Chưa quen mấy đúng không, vất đúng không, đang tuổi ăn tuổi học mà. Nếu mà không phải ấy thì có phải là học hết được học hết không? Vẫn thích đi học thôi đúng không? Vẫn thích đi học nhưng mà bố bảo là không có mẹ nữa, không có điều kiện mấy nhỉ, không cho đi học Thế nữa. lúc trước em học ở trong đấy không có được hỗ trợ gì không? Họ bảo là đi học thì đi học nghề thì vẫn được hỗ trợ nhưng mà Không ai làm việc nhà đúng bố không cho đi, bố bảo là bố vẫn cho đi nhưng mà bố bảo không đi, cho anh trai bảo là đi học đi, đi học hết lớp 12 mới về thôi. Bố bảo là không có tiền nữa không đi. Thế lúc trước em học ở trong đấy thì có ở bán trú không? Có Có ở bán trú tự mang củi lên nấu cơm đúng không? không ạ, người ta khác tự nấu cho ăn. À người ta nói tôi sẽ ăn rồi á? Vâng, Thế nhỉ? bây giờ như kiểu là họ nấu cho mình ăn thôi. À thế tiếc quá nhỉ? Đợi anh trai bảo là trước kia anh trai còn đi học rồi đấy, còn phải đi lấy củi nấu cơm ăn thôi, nhưng mà bây giờ họ như kiểu họ làm cho mình ăn thôi. Thế thì cũng cũng khó nhỉ, bởi vì là nhà nhà nếu có nhà điều kiện một chút chút thì em đi học hết thì có phải tốt Không có không? đâu, lúc trước giờ không có gì luôn, mẹ bỏ đi rồi, Rồi. cơm mà thức không có ăn nên nè chú. Ở trong nhà đấy có ấy không? Có trong nhà đấy có ruộng Vẫn có. không? Vẫn làm ruộng à? Vâng. Có nhà người khác có một đứa ở trên làng em tít trên kia nhưng mà là người Mông cơ. Nhiều đứa con như kiểu ba bốn đứa con gái xong như kiểu hai đứa con gái hay là ba đứa con gái, bốn đứa con trai hay sao ấy. Mẹ nó cũng đi Trung Quốc cả mà. Thế à? Mẹ nó đi Trung Quốc còn bố nó thôi, bố nó cứ đi lang thang ấy. Thế Thế à? bây giờ chẳng có cơm mà ăn đâu. Thế á? Ở Minh Sơn á? Ở Ở trên làng ấy. Minh Tiến á? Vâng. Tít trên đi đi tít trên kia có một cái nhà mà họ họ làm cái nhà bé bé bên này ấy. Một cái nhà bé bé bên này, một cái nhà trên này. Ông Rồi. bị ông bị ông bị tâm thần đúng không? Không phải tâm thần. Chú đấy vẫn vẫn bình thường như mình nhưng mà chú đấy hình như kiểu là vợ vợ như kiểu vợ làm như kiểu thế này, như kiểu vợ đi theo trai các kiểu ấy, xong là nó bỏ đi theo, nó bỏ đi Trung Quốc ấy. Tính ra thì cũng đẻ con nhiều ấy nhưng mà nó đưa một đứa đi rồi. Đưa đi Trung Quốc. Nó đưa một đứa đi Trung Quốc rồi, lúc nào đến Tết thì cũng thấy họ cũng không có quả áo đẹp đâu, cứ ngồi ở nhà thôi. Sao chỗ em nhiều nhiều người bị đi Trung Quốc hết nhỉ? Bị Nhiều lắm lừa à? Đúng không biết ạ. không?
Ấy da, được vượt nhiều thế. Được vượt nhiều thế. Đi rồi. Ấy da. Đấy. Thế là ở làng em, mẹ em này, với lại cái nhà cái cô mà em vừa nói nữa là cũng bị đi Trung Quốc. Cô của em vẫn đi Trung Quốc nữa mà. À nhưng mà về chưa? Chưa về. Ủa? Nó đi ở đấy luôn rồi. Lấy chồng ở đấy à? Vâng. Ồ, thế có hay về nhà không? Không. Ừ. Nó để được 3 đứa con. Ồ, trong bên đấy toàn là lấy chồng hết à? Chẳng biết nữa. Cô đấy lúc trước kia chồng nó đánh nó, xong nó đi Trung Quốc. À, chồng tại chồng thôi nhỉ? Ừ. Chồng nó đánh đập nó xong nó không lấy chồng nữa. Ồ, thế cái... Thế là chị là mấy nhà đã có mấy... Mấy chị, mấy mẹ đã đi Trung Quốc hết rồi còn đâu? Nhỉ? Chưa biết hết nữa, nhưng mà trên đấy thấy một cái nhà nó lúc trước kia là nhà nước cho cái nhà đấy cho hộ ăn thôi, cháu chỉ biết cái nhà đấy thôi. Ừ. Thế là bây giờ cũng mẹ cũng chưa gọi điện về nhà lần nào à? Mẹ em ấy. Mẹ gọi nhưng mà có gọi cho em không? Không gọi mấy, nhưng mà bây giờ vào Mexico mấy có định mẹ cũng ở đấy nhưng mà à. Mẹ chưa chấp nhận ấy. À mẹ không, mẹ chưa chấp nhận là gọi là ấy đúng không? Vâng. Ừ. Anh trai thì có của bà này, có của cô này, có của mẹ nữa. Ờ. Bà đi Trung Quốc nữa mà. Bà nội á? Bà ngoại á? Bà nội. Bà nội của bố á? Vâng. À, mẹ của bố á? Vâng. Ô. Ô, sao thế nhỉ? Không biết nữa. Bà là bà bỏ bà đi Trung Quốc là ông cũng đi uống rượu, ông về ông chửi bà, đánh bà, bỏ đi. Dạ. Hay nhỉ. Cái thôn đấy sau lại. Ồ, hôm nào sẽ Phúc sẽ lên tìm hiểu xem. Thôi thì bây giờ về nhà đi. Nhà cháu à. Ở cái mà cái cây, hai cái cây to ở dưới đấy. Ờ. Gọi là nhà gì? Lại quên được khai gì nhỉ? Vàng Khái Dìn. Rồi đi vào chú không biết thì chú cứ đi sang cái nước bên đi. Đi qua cái nước bên để đi bên kia đi vào cái chú. Qua không mẹ cái gì? Qua khô mền lên trên này tít trên lũng khỏe A này, lên trên lũng khỏe qua A cái... đi, lên tít trên đấy. Đi không phải đi lũng khỏe B đâu nha, lũng khỏe B là đường hay đường đi lũng kẹp kia đúng không? Còn mình đi thẳng vào qua mấy cái nhà sàn kia là đi thẳng xuống vào trong kia đúng không? Đi lên tít trên kia có một cái quật sóng ấy. Quật sóng ở đấy á? Không gọi cháy kia á? Không phải. À. Quật sóng họ bây giờ họ mới làm mấy ấy, bây giờ họ chưa kéo ấy. À, là nhà em ở đấy à? Gọi là nhà Vàng Khái Dìn. Đúng rồi, nhớ Vàng Khái Dìn. Chú okay. Lấy nick thì cho chú lấy nick luôn. Được rồi, có à? Nhưng mà được rồi, hôm nào anh sẽ vào thăm xem là như thế nào. Vàng Khái Dìn. Rồi. Lúc trước kia nhà nước vẫn cho một cái nhà cho của em nữa mà. Xây chưa? Xây rồi. À. Lúc trước là bây giờ là nhà bê tông rồi gì? Không, vẫn ở cái nhà đất đấy. Ồ, thế sao chưa xây? Xây rồi nhưng mà chưa có cửa. À, chưa có cửa. Thế không ở nhà xây gì à? Bố bảo là lúc nào đi kẹp cửa về đã mới ở. Phải có tiền mới làm cửa được, xong mới ở đúng không? Làm năm ngoái à? Lâu rồi. Ôi. Làm lâu rồi. Thế à? Từ lúc mà học, như kiểu học lớp 7. Học lớp 7 á? Thế là mẹ thì cũng có nick nhưng mà mẹ biết em đi lấy chồng chưa? Mẹ biết rồi. À mẹ biết rồi. Lúc trước còn dùng điện thoại xong là mẹ cũng gọi điện về xong mẹ bảo. Rồi không biết là lấy rồi xong là còn bảo mẹ thì bảo là thì tới thì đưa về nhà đi xong là mẹ bảo mẹ ơi lấy chồng rồi mà còn nói thế. À thế à? À thế vẫn hai em vẫn được nói chuyện với mẹ rồi gì? Vâng. À thế lúc đầu chắc nhớ mẹ lắm nhỉ, lúc mẹ mới đi ấy. Lúc mẹ mới đi còn không biết gì. À nhưng mà cái đứa
À, đứa em ấy, của em ấy thì lúc đấy nó chả đói sữa à? Lúc đấy nó không, lúc đấy nó chưa, nó không uống sữa rồi. À, cai sữa rồi à? Vâng. À, thế chắc cũng được mười mấy tháng nhỉ? Ừ. Nó còn cần đứng nhưng mà nó giữ mình nó mới đứng được thôi. Mới đứng được. Mới biết đi. Cứ chưa biết đi mấy. Rồi, thế hôm nào anh sẽ lên thăm ông ngoại của em xem nào. Đấy thì rất là vất vả thôi, cố gắng nhá. À. Bây giờ thành em làm dâu ở đây thì nhà anh chính thì cũng có điều kiện thì cái cuộc sống đấy tích trên này, nhà dưới này luôn. Thôi hai vợ chồng trẻ thì làm chính là cái thề là con cả chứ nhỉ? Thề nhà em ấy, chồng em ấy. Chồng em á? Là con cả hay là con thứ hai nhỉ? Như kiểu có một đứa chị nó đi lấy chồng. À một chị nữa à? Thứ hai. Thôi thì hai vợ chồng trẻ cố gắng làm ruộng nương, nhiều ruộng nương đúng không? Trong này nhiều ruộng nương đúng không? Bố mẹ bảo là tiết trên kia có nhiều nhưng mà bố mẹ là lâu quá không đi làm. Sau này để con nó muốn đi làm đi. Rồi cố gắng nhá. Thôi anh cảm ơn. Ở đây đi về nhà đi, không để lát nữa là bố chồng, nhà chồng lại bảo là đi đâu mà lâu thế. Cảm ơn em nhá. Vâng. Rồi đấy. Rồi vợ là lên trên đấy xong chú cứ đi tít trên kia mà đi hỏi cái nhà mà chú vào đấy xong có sắp đến cái nhà bên. Chú lên trên đấy xong chú thấy một cái bảng mà nhà nước tặng đấy. Trước cửa xong chú xem cái nhà đấy. Lấy đôi em kia mặc áo rách lắm. Thế à? Có lúc thì bố cháu còn mang quả áo của cháu đi cho mặt thôi. À thế à? Thế là có gần nhà em luôn à? Không gần, tít trên kia cơ. Thế á? Đi thẳng cái đường đấy, đi lên trên kia dốc một tí xong cái nhà màu đỏ đấy xong cái nhà trên, có một cái nhà đấy xong trên này không? Vẫn là thôn Minh Tiến gì? Vâng. Vẫn nhưng mà không, vẫn quanh ở nhà gần nhà em thôi chị. Không đâu. Còn khác ở nhà một nhà riêng à? Vâng. Nó là một khu riêng à? Xe máy có đi đến được nơi không? Đi đến nơi mà chú. Đi đến nhà luôn mà. À. Như kiểu cái nhà đấy luôn, cái đường đấy. Nhà gần đường mà. Gần đường mà. Thế là có 5 chị em. Không biết nữa. Ừ. Chẳng đến nữa hết. Có một đứa thì nó đi học, năm nay chắc cũng học hết lớp 8 rồi. Còn đứa anh trai thì nó bỏ học rồi. Đi làm rồi đúng không? Không, nó còn nhỏ, nó còn chưa bằng tuổi cháu mà. Chắc cũng học thì chắc cũng năm nghỉ hè này học lớp 9. Mà nó không học ấy. Thì cũng bỏ học. Sao mà trên chỗ lúc mà mẹ nó bỏ đi đấy, bố nó còn nấu cơm cho họ ăn mà còn không nấu chín cho họ ăn ấy. Cơm còn không có ăn, còn lên nhà bà ngoại ăn thôi. Em có bà ngoại đấy mà. Bà ngoại em cũng ở gần gần đấy à? Bà ngoại họ thôi. Thế bà ngoại của em thì mẹ của tức là bà ngoại của em ấy, mẹ của bà ngoại của em nó ở trên, đi lên trên đấy xong đi một cái đồi nữa mà đến, như kiểu đi qua cái đồi để đi lên mới đến. Thế là cũng ở trên chỗ Minh Sơn nhỉ? Trên Minh Tiến. Không phải ở Minh Tiến, nó ở chỗ ở, nó ở dưới đường 10 này. Đường 10 à? Vâng. Hoàng Lan à? Vâng. Phải không nhỉ? Dưới đường 10 này mà. Ngay Thơ Sàng. Đúng không? Vâng. Nhưng mà không gần mấy, không gần những người mà. Người kinh đấy. Xong ở dưới này tí. Ông ngoại chết rồi, còn bà ngoại thôi. Thế à? Thế bà ngoại một mình bà ngoại ở à? Bà ngoại với bác mợ nữa. Cậu mợ à? Vâng. Họ vẫn ở với bà ngoại. Rồi thế ông thì ông ngoại chết lâu rồi. Ông ngoại từ lớp cháu ở lớp 8 rồi. Thế lâu rồi. Ông ngoại là không phải, nó không phải bị đau, không phải bị ốm, không phải bị sao vậy. Nó uống thuốc chết thôi. Từ từ à? Vâng. Là ngón à? Không,
thuốc trừ sâu á? Chảy lá. Chảy lá thuốc cỏ à? Diệt cỏ à? Vâng. À, thuốc chảy lá đúng không? Lúc đấy là cũng đến lúc đấy là mùa đi trồng lúa các thứ ấy, nghỉ hè ấy. Xong đi trồng lúa xong là trồng lúa nhà em cũng trồng hết rồi, nhưng mà bố đi giúp chú của ông ngoại của chú ấy. Xong là đi giúp họ trồng. Bà như kiểu bà đấy nữa. Cháu có một đứa bà nó đấy, nó bà bảo đi đi ông ngoại chết rồi. Thế à? Lên trên đấy họ đã thanh về à? Không phải, nó chết, nó tự chết ở nhà nè. Bà cũng vẫn ở nhà nè. Nó chết xong họ đã may quả áo hết cho nó rồi. May che hết mặt rồi đúng không? Không che. Họ cho nó mặt hết quả áo rồi. Lúc để đi họ còn để ở cửa. Trước như kiểu là họ để ngủ ở dưới cửa ấy. Sợ nhỉ? Thấy cái áo đấy xong cháu không dám về nhà luôn rồi. Sợ nhỉ đúng không? Chôn còn những người mông thì ba ngày. Ba ngày. Nhưng mà bây giờ thì mấy ba ngày thôi mà chưa đi chôn mà nó thối rồi. Bởi vì cái thuốc đấy như kiểu làm cho cái thủy nó thối nhanh hơn đúng không? Nhanh lắm. Nắng. Nắng thì nó mới thế là sợ à? Không sợ, nhưng mà sợ cái bộ quần áo đấy. Thế là phải có người đưa về. Có phải bố mẹ. Bố phải ở nhà, bố không ở nhà thì sợ lắm. Cứ nghĩ đến cái áo đấy cứ sợ ấy. Thế là em nên nhìn thấy à? Lúc đấy là ba, bố với đứa em gái út nữa. Em lên. Đứa anh trai còn đi học, anh trai chưa biết. Ông ngoại chết thằng chôn ông ngoại cũng gần nhà thôi. Kiểu nhà đây tích trên này. Trên núi. Nhưng gần rừng ấy. Chôn ông ngoại xong là cứ nghĩ cũng sợ đấy. Đi lên nhà ông ngoại cũng nghĩ là sợ ông ngoại lắm. Lúc trước kìa bà mơ bà là ông ngoại, bà là lúc ông ngoại chết thì chôn ông ngoại ở đường. Ông ngoại cứ sợ. Ông ngoại bảo là lúc nào ông ngoại chết thì cho ông ngoại gần đường tí không dám. Nhưng mà họ bảo là thôi chôn gần đường người ta đi qua người ta cũng sợ nữa. Chợ ông ngoại xây dựng ông ngoại cũng chửi bà ngoại lắm. Nhưng mà bây giờ ông ngoại chết rồi, còn ngoại một mình thôi. Ở một mình với các bà vẫn còn một đứa con gái, nhưng mà con gái đấy đi lấy chồng rồi. Gì đấy đi lấy chồng dưới đâu nhỉ? Tít đâu? Dưới kia. Bắc Quang à? Không phải. Vị Xuyên à? Như kiểu họ mà là dưới Hà Nội dưới kia. Hà Nội á? Ừ. Thế là lấy thật là lấy ở Lạng Sơn. Lạng Sơn. Vâng. Xa thế cả. Vâng. À, lúc đấy cháu về lấy nó bảo là sao mà không đi làm đi. Anh trai bảo là đi làm dưới Bắc Ninh không à? Không đi đâu. Anh trai bảo là đi thì mình có con gái thì mình cũng phải giấu, mình cũng phải tự trọng bản thân mình thôi. Sợ lắm. Không bảo là đi xuống Bắc Ninh thì con gái thì xuống Bắc Ninh một tí lại mai sau này về mang cái bầu rất to về. Sợ không dám đi. Thế là cũng định đi làm. Bà định đi làm nhưng mà bố đi tìm không được ấy. Lại không đi. Thôi thì bây giờ lấy chồng là được rồi. Lấy chồng như thế là dù sao thì thỉnh thoảng vẫn chạy về nhà. Lúc về nhà thì bác con gái của bác bảo mày lúc trước mày ở với bố mẹ mày không béo mà mày đi mày chồng mày nuôi mày béo thế. Thế à, lấy chồng béo ra. Cậu bảo thế đúng không ạ? Chồng nuôi gì thì phải đi làm mới được ăn chứ. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Thế rồi, được rồi, cố gắng thì là bây giờ là lấy chồng rồi thì cũng gần nhà thôi, cũng không xa đâu, nó cách mỗi quả núi này thôi đúng không? Vâng. Thì là thỉnh thoảng để về thăm nhà thăm em. Lấy làm dâu trẻ như này thì thôi cố gắng một tí, chắc là vất vả một tí nhưng mà cố gắng. Trước cô của em mẹ học lớp
lớp 6. Ừ. Sắp hồi lớp 7 đi lấy chồng. Ừ. 12 đi lấy chồng. Ừ. 13 đẻ con. À. 13 đứa con á? 13 đẻ con. À 13 tuổi à? Ừ. 13 tuổi đẻ con. Gì á? Không phải cô. Cô á? Cô bố em bố à? Không. Đấy cô bà là họ Vàng. Ừ. Ông là họ Lò. Ừ. Gọi cô đi lấy chồng. Ừ. Lấy ba chồng rồi. Lấy ba chồng rồi á? Wow. Ôi dồi. Sao ở đấy toàn đi lấy comment à. Lấy một đứa ở trên Tân. Ừ. Một đứa ở trên đâu nữa đấy. Ừ. Là người sao? Thế bây giờ là lấy ông người sao kìa? Vâng. À. Là chồng thứ ba. Vâng. Thế là bao nhiêu đứa con? Ba đứa. À, ba đứa mỗi chồng một đứa à? Vâng. À thế cũng không nhiều đâu nhỉ. Ừ. Một đứa thì nó để được đứa đấy cũng cao chứ thế này rồi. Ừ. Một đứa nó là nó phá thai. Ừ. Nó phá rồi. Ừ. Một đứa là nó đẻ. Ừ. Nó béo lắm, nó chưa kia đi làm không bố ạ. Đi theo mẹ họ đi khổ họ làm lúa. Xong họ thuê lắm. Ừ. Đi tìm không được, xong mẹ với bà đấy bà. Ủ, mà sao mẹ đưa cháu đi lấy người giao đi. cháu không thích. Ừ. Phải lấy người Mông thôi đúng không? Ừ. Bởi vì chỉ là biết nói tiếng đúng không? Ừ. Biết nghe không là đi lấy người giao không biết nói tiếng thì sao? Đúng không? Như kiểu người giao ở trên bản em ấy. Ờ, cũng là Minh Tiến à? Vâng. À. Không phải nó không ở Minh Tiến, nó ở đâu ấy. Ừ. Xong nó lấy chồng đấy nó cũng để là một đứa con trai. Ừ. Béo lắm. À thế là béo cùng học với em à? Ừ, cô đấy á. Ừ. Cô đấy lấy lâu rồi. Lấy lâu chắc là nhiều tuổi rồi đúng không? Ừ. Và bây giờ năm nay chắc 19 tuổi rồi đấy. À 19 tuổi. Là ba đứa con. Vâng. À ba chồng. Vâng. Rồi, 19 tuổi, ba chồng. Rồi, mỗi năm một chồng. Nhỉ. Không biết nữa. Thế thì không đăng ký kết hôn à nhỉ? Không biết. À. Cháu à, chắc cháu được bỏ nữa thì chắc không lấy nữa đâu. À thế á? À. Ờ. Thôi, thế thì không đi làm Bắc Ninh thì đi lấy chồng rồi. Thì bây giờ ở đây thì thỉnh thoảng về thì cho chồng đưa về. Nhà ở đây gần đây thôi. Thỉnh thoảng về thôi, thăm bố, thăm em. Thăm anh. Bố nữa, mẹ. À. Mẹ nữa. Ừ, mẹ. Mẹ, mẹ đấy cũng, mẹ đấy bảo là mẹ với đứa, một đứa con gái đang bằng thế này. Ừ. Bà đưa về nhưng mà bà không cho. Ừ. Bà nội á? À, bà mẹ chồng cũ kia. Ừ. Nó ác lắm. Mẹ bảo là lúc trước mẹ đi lấy chồng đấy, nó ác lắm. Nó cứ sống lại chị mẹ. À. Như kiểu là mẹ bảo là một chỗ đấy cũng không như kiểu là không vui mấy, như kiểu đấy cháu thấy như kiểu bị nước uống vào ấy. Cái đất còn cực không, chắc cháu đi thấy cháu còn chảy mất dép mà cháu muốn đi đâu. Nước không uống được à? Không phải, ở đấy là người ta biết làm bùa à? Không phải, người ta vẫn biết làm cúng á? Cái kia ấy. Làm ngũ hại á? Không phải. Làm cái gì? Họ lấy cái gì rồi, họ làm... Làm ma bùa kia. Ừ, làm ngũ hại, ma đúng không? Ừ. Làm bùa đúng không? Ừ. À. Sợ lắm, không muốn đi, mẹ bảo đi đấy họ làm cho mình không phải mình không chết thì mình... bị đau quá mẹ. Bố bà. Thế sao ngày xưa bố Sam dám vào tận trong đấy nhỉ? Là người quen ở đấy nữa. Trước kia đi sang nhà ông nó ở chỗ đâu ấy nhỉ? Đi nhà ông đấy ông chỗ ông cho ông kia cũng có mà. Trước cửa ở dưới cửa cái đường đi đây thôi, trước cửa này có một đứa ông kia nó cũng biết đây. Biết làm à? Ừ. Thế thì đừng vào những chỗ đấy nguy hiểm quá nhỉ. Ở Minh Sơn à? Không phải, ông đấy không ở Minh Sơn, nó ở bên này rồi. Ở chỗ nào? Trong Minh Tiến á?
đi nhưng kiểu đi cũng đi Bắc Mê nhưng mà À. đi không đến Bắc Mê vậy, Ờ. ở dưới này cơ. Ờ, chắc là không biết đâu nhỉ. Xong ông đấy bảo đừng có đi lang thang một tí, người ta đã làm cho mình bị đau ấy không. Lúc lúc đấy thì không biết gì, xong bà với ông vẫn ở nhà, xong bà bảo xong cháu ở nhà cháu không biết gì, xong họ cũng là chơi với cháu, xong chơi với cháu mấy đứa con gái lên chơi, xong chơi xong thì bà đau bụng quá, bà mới chắc cũng bị họ thôi, chắc lúc đấy mới đau thôi, chắc họ thôi. Một đứa con gái nó sang nó bảo thấy vừa đứa con trai kia nó biết làm à, đi xem xong mắt nó đỏ chót. Thì á? Nó làm như kiểu họ làm thì mắt của họ đỏ ấy. Tức là làm cho mình là mắt đỏ hay là nó làm là nó đỏ? Nó làm nó đỏ thôi, À, tức là mình không bị đâu gì. mình bị đau thôi. Thế cơ á? Sợ thế cơ? Cháu bị mấy lần thôi, cháu không dám nữa. Bị á? Vào trong đấy à? Nó làm như Cháu nào? đi như kiểu là Kể lại xem nào. họ lấy mình một cái tóc hay là họ lấy một mình một cái gì của mình ấy, xong là họ làm được ấy. Sau là mình đau. Thế là cháu bị đau chỗ nào? Đau bụng rồi Đau, đấy, đau bụng à? Còn mắt nó đỏ à? mắt của nó đỏ mà. Thế về sau dài kiểu gì? Bà như kiểu bà nhún vào ấy, xong rồi nó xong họ mới bảo là thấy đứa con trai kia nó ngồi bên kia nó làm thế, xong là mới đi xem xong rồi mắt đã đỏ. Thế là bà làm giải cho à? Thế là mới khỏi đúng Vâng. không? Ồ, sợ thế nhỉ? Bà chỗ đấy cũng có cháu có người quen nhiều, nhưng mà bà nhiều, nhưng mà bà ông bà nhiều ở đấy nhưng mà họ biết làm lắm, sợ. Nhưng mà sao lại nó thích làm thế nhỉ? Không biết có những đứa mình không thích họ thì họ lấy tóc của mình hay là họ lấy cái gì của Ôi, họ. thì là làm cho mình thích họ à? Ôi dồi. Thế Không lúc biết mà đây. à. Nó chưa kể bà em bảo là mình muốn lấy một đứa, mình muốn thích một đứa nào mà nó không thích mình thì mình cứ đi đưa nó đi chơi hay là nó đi theo mình, thôi mình lấy cái gì vào. Quần áo giết đúng không? Không phải. Tóc cũng được. Không phải. Bà bảo là mình lấy mình bẻ bẻ cây ấy, mình bẻ cái cây đấy xong mình vứt cho nó, xong mai nào đi về nó nhớ mình. À thế á? Bà nói thế, bà bảo là không thì mình nhặt mấy đứa cái mấy cái đá to to bé một chút, xong như cái ngô ấy, xong là mình đá mình ném đi, xong nó đi về nó mới nhớ mình, nó xăng. À thế á? Ôi rồi ôi, thế sợ nhỉ? Bà thì bà tốt nhưng mà ông bà chỗ đấy toàn người ăn cát thôi, thì nó biết làm trộm. nó làm phép này đúng không? Mùa. Ôi rồi, đó đã cảm ơn em. Thế thì được rồi, về nhà xong là hỗ trợ thì làm việc nhá. Rồi, anh cảm ơn. Thế là câu chuyện rất là hay và cũng rất là cảm động về cái hoàn cảnh cũng như là gia đình của em. Thôi chúc em với lại gia đình luôn luôn mạnh khỏe với lại hạnh phúc nhá. Thôi thì về nhà giúp bà thề làm việc, không thì nó bảo lát nó đi lâu thế rồi đấy. Rồi anh cảm ơn nhá. Đi về nhá. Thưa quý vị và các bạn, đấy Phúc vừa định lên trên chỗ con đường cao tốc thì lại gặp một em con dâu ở trên Lùng Cáng thì cũng có một cái hoàn cảnh gia đình rất là éo le. Như vậy như em kể thì mẹ đã đi sang nước bị lừa bán sang nước Trung Quốc thì cũng khá lâu lâu rồi, lúc em còn ít tuổi, từ lúc còn nhỏ, nên là cũng không nhớ được mẹ cho lắm. Phúc sẽ tiếp tục có những cái clip tiếp theo. Tới đây thì video clip của Phúc Bang xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của Phúc Bang nhé.